Chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn đây là một loại cây đặc biệt mà nếu ai có loại cây này thì phải biết được cái giá trị và cái nguyên lý của cây này. Đây là cây trường tồn, một loại giống tốt, nó có thể hút cái hơi độc trong cái gia đình của các bạn để nó giữ một màu xanh phát triển, nó không cần nước, ít nước thôi, không cần nhiều. Vấn đề thứ hai, tự nó trường tồn là nó sinh sản ra giống loài của nó một màu xanh vĩ cửu luôn. Vấn đề thứ ba, nếu mà ai thích sự mạnh mẽ thì phải nhìn đến cái thân cây của nó cứng cáp và không bao giờ gục đổ, cho dù nó ở một cái vùng đất khô cằn xoáy đá, nó vẫn phát triển mạnh như này và thân cây của nó vẫn phát triển, vẫn tốt. Đây là phong thủy trong gia đình các bạn, kiếm cái này hơi khó. Ở thành phố Atlanta này chỉ có 2 cây thôi. Đấy. Các bạn nếu các bạn tìm kiếm được cây này, đó là một cái điều rất đặc biệt cho gia chủ các bạn. Mỗi khi đi về nhìn thấy cây này, các bạn có cần phải cảm thấy rằng là mình là con người mạnh, cứng. Đó là sơ lược qua nhỏ nhẹ thôi. Đây là nhỏ nhẹ đấy.